Hello, come back to my channel, Start Secret Echo. The baby in yellow. Wow. Like you. Curiosity in July, following such... Fits me. Yeah.
OK, tiếp tục nào. I can see. Jay, help me out of here, please! What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. What's up, Jay? Thank you.
for me? Sẽ chuyển sang tới kênh thứ ba luôn. Thank you.
よし。Só que a vida de mim se transforma em tudo. Muito sucesso.Đây là các bạn sẽ mở cái cửa này sau.
was that? I got you. Chạy đến chỗ ông kia thì phiền đâu. Ok. Dẫn cô gái này đi vào bác sĩ đâu. Mr. Meat is a beast. When I saw what he did to Rebecca, I ran out of fear. Now, with your help, I help her. Bring me the girl. Mình sẽ chuyển sang tập thứ 5. Rats! Stay away from my delicious cake! Ha 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 ha!
I am the best chef in the world. Và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Sitting here for you. Thank you.
Ở thử game này các bạn sẽ phải tìm tất cả là ba ngôi nhà và sau đó thì sẽ trả lời câu hỏi trong từng ngôi nhà một. Khi trả lời được ba câu hỏi các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1 của tựa game này và chuyển sang chapter 2. Và tương tự như thế, chapter 2 đến chapter 10 đều là những con đường như thế này. Và mỗi một con đường thì các bạn vào từng chapter nó sẽ có những câu hỏi khác nhau. Và mỗi lần vào tựa game này thì các bạn sẽ đi theo những con đường khác nhau, nó sẽ không giống nhau và nó đảo những con đường cho nhau. Ok, đó cứ như thế và các bạn sẽ tìm được ngôi nhà thứ hai rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ bảy, Wings Game. Green line, red line. Green line, red line. Green line, red line. Các bạn chỉ cần chậm một chút thôi là các bạn đi luôn. Green line, red line. Green line. Bây giờ không biết đi con đường trái hay đường phải đây.
salmon in. Oh my god. Vậy con đường cuối cùng. Chọn 3 con đường, chọn 4 con đường và mình chọn sai hết luôn. Wow. Wow, thật là rất là hài luôn. Rồi đi này nào. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. The Last Momo. Đó là phần nào nhỉ? Cứ như thế rồi các bạn sẽ tìm kiếm nó đâu, sau đó thì sẽ giải mã từ đây này. Ok, xong. Và mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.